Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Nông thôn mới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa bà con, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là chính sách Tam Nông mà tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai những năm qua. Trong đó, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn không chỉ được chính quyền các địa phương chú trọng mà còn có sự đồng lòng của nhà nông và đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông địa phương. Để từ đó, kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk đạt được nhiều kết quả nổi bật. Là một tỉnh thuần nông, khi bắt đầu chương trình nông thôn mới, tỉnh Đắk Lắk đặt ra nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế nông nghiệp bền vững. Muốn có một nền nông nghiệp chuyên nghiệp, phải có đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, người nông dân phải được tri thức hóa. Tri thức hóa nông dân trong hoạt động khuyến nông được thực hiện qua các hoạt động như thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để giúp người nông dân nâng cao trình độ, kỹ năng, thay đổi tư duy, tập quán sản xuất, tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ để trở thành những nông dân chuyên nghiệp. Tham gia mô hình trồng sen cây ăn trái trên vườn cà phê từ những ngày đầu tiên. Giờ đây, những kỹ thuật tạo tán, hãm ngọn, cho cây ra hoa đậu quả đúng thời vụ, không còn khó khăn với anh Nguyễn Hoàng John. Bên cạnh đó, những hỗ trợ về cây giống, vật tư nông nghiệp từ trạm khuyến nông còn giúp anh giảm bớt khó khăn trong thời gian đầu khi mới áp dụng trồng sen. Khi được hỗ trợ của chương trình thì thay vì một năm phải mua phân bón để cũng như thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc cho vườn cà phê thì được chương trình hỗ trợ. Qua cái quá trình hỗ trợ của chương trình thì gia đình tiết kiệm được 2 năm liên tiếp là không phải mua phân bón để đầu tư cho vườn cây. Và bên cạnh đó thì cái mô hình đối với ảnh hưởng của gia đình thấy đi theo một cái chiều hướng rất là tốt, cho nên gia đình cũng đã học theo cái mô hình và mở rộng thêm cái phương diện là trồng sen. Mô hình trồng sen cây ăn trái trên vườn cà phê từ thí điểm 10 hộ dân tại huyện Cà Rông Năng nay đã được đông đảo bà con nông dân áp dụng. Trước nhu cầu chuyển đổi hình thức canh tác, ngành khuyến nông đã tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn bà con quy trình trồng sen cũng như quá trình quản lý cây trồng, dinh dưỡng, sâu bệnh hại, nhằm giúp nông dân áp dụng thành công, mang lại hiệu quả kinh tế. Trước đây thì gia đình có áp dụng là coi như trồng trên trắng từ 4 cây cà phê là xen vô giữa một cây ăn trái, nên nó không có hiệu quả, nó cạnh tranh sự cạnh tranh của đôi bên, nên là thấy không hiệu quả. Mà sau khi chương trình mà khuyến nông đưa về là nhổ đi một cây cà phê là thấy trồng coi như là dinh dưỡng nó không cạnh tranh. Nói chung cái cà phê và cái cây ăn trái nó thu đều nhau chứ không thất thoát như là mình trồng như trước đây tự trồng. Là địa phương có tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp chiếm tới 56%, huyện Cà Rông Năng tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất. Nhiều chương trình dự án khuyến nông góp phần chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhiều giống cây trồng vật nuôi năng suất chất lượng cao được đưa vào khảo nghiệm và nhân rộng, tăng thu nhập cho người dân. Các mô hình dự án không những đã góp phần tạo diện mạo mới cho sản xuất nông nghiệp, mà thu nhập bình quân của người dân cũng đạt 87 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ trên 14% vào năm 2010, đến nay giảm còn 5%. Và chúng tôi rất mừng là các loại cây trồng của chúng tôi ngoài cái cây cà phê là cây chủ lực ra với diện tích là 24.885 ha thì chúng tôi có diện tích sầu riêng là trên 5.000 ha và mắc ca trên 3.000 ha. Đây là những loại cây này là huyện của chúng tôi là đứng đầu trong toàn tỉnh về các loại cây như sầu riêng và mắc ca và các loại cây trồng này hiện nay cho giá trị kinh tế khá cao. Để có được những kết quả trên, bên cạnh sự cố gắng hỗ trợ của chính quyền địa phương, còn có sự đóng góp không nhỏ của mạng lưới khuyến nông trong công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật đến từng thôn buôn, từng người dân. Những cán bộ khuyến nông đóng vai trò là nhà khoa học, là chiếc cầu nối quan trọng để chuyển giao có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới tới nhà nông bằng hình thức cầm tay chỉ việc. Từ những kiến thức kinh nghiệm thông qua thực tiễn trồng trọt, chăn nuôi, các chương trình khuyến nông được duy trì đều đặn nên mọi hoạt động phát triển nông nghiệp ở cơ sở được diễn ra trôi chảy thuận lợi. Theo tôi, thành lập tổ khuyến nông cộng đồng cũng hết sức là quan trọng.
những thành viên tổ khuyến nông cộng đồng có cái vai trò là kết nối với bà con nông dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân và tiếp thu những cái nguyện vọng, mong muốn của bà con để có cái những cái phương hướng, cái kế hoạch để tập huấn, tiếp tục mở các lớp tập huấn truyền tải tới bà con nông dân. Đẩy mạnh chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tức là giá trị sản xuất, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Mà để làm được vấn đề này đòi hỏi đến việc năng suất, hiệu quả sản xuất, thì đội ngũ cán bộ khuyến nông đóng vai trò là người cầu nối để đưa kiến thức khoa học kỹ thuật. Và chúng tôi thấy rằng cái việc áp dụng khoa học kỹ thuật, những tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất đã mang lại hiệu quả thiết thực và góp phần nâng cao cái giá trị sản xuất. 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống quy nông tỉnh Đắk Lắk không ngừng được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có một trung tâm cấp tỉnh với 42 cán bộ, 15 trạm khuyến nông cấp huyện với 67 cán bộ, mạng lưới khuyến nông viên cấp xã có 208 người và cộng tác viên khuyến nông thôn buôn hơn 2.000 người. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo những năm qua, hệ thống khuyến nông với vai trò cầu nối giữa người sản xuất và các đơn vị quản lý, nghiên cứu, doanh nghiệp nhằm chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức quản lý, kết nối sản xuất và thị trường, bám sát đề án, chiến lược của ngành và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Thực hiện phong trào sử dụng giống mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi, khuyến nông tại Đắk Lắk đã triển khai 37 chương trình khuyến nông với hơn 14.600 điểm trình diễn, trên 50.300 hộ nông dân tham gia. Số mô hình thực hiện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chiếm tỷ lệ gần 70%. Với biện pháp khuyến nông, lấy nông dân dạy cho nông dân, hệ thống khuyến nông Đắk Lắk đã tập huấn kỹ thuật khoảng 10.000 lớp cho gần 368.000 lượt nông dân tham gia. Nhờ đó, các mô hình dự án đã trở thành đòn bẩy để tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thời gian tới, hiện nay ngành trung tâm khuyến nông sẽ tập trung vào hướng đa dạng hóa. Việc thứ nhất là tập trung vào chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tăng cái năng lực quản lý của tuyên truyền giới thiệu để quản lý của hợp tác xã này. Và trong các cái hợp tác xã là sẽ có rất nhiều hướng. Thứ nhất là năng lực quản lý về kiểm soát về nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc và cây trồng trong nông nghiệp. Thứ hai nữa là đẩy mạnh cái đội ngũ khuyến nông viên cơ sở để bám sát được thực tiễn. Thứ ba nữa là nâng cao cái hiệu quả của tổ khuyến nông cộng đồng trong thời gian tới để đáp ứng được cái nhu cầu hiện nay. Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đắk Lắk tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, xây dựng các vùng sản xuất tập trung nhằm nâng cao thu nhập, tạo sự ổn định cho khu vực nông thôn. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn, nông dân, nông nghiệp Đắk Lắk đã có những chuyển dịch khả quan. Trong đó có việc phát triển sản xuất hàng hóa năng suất cao, chất lượng tốt, tăng sức cạnh tranh bền vững gắn với hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Đắk Lắk đã có 114 chuỗi giá trị nông nghiệp, hàng chục cơ sở được cấp giấy chứng nhận sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Khoảng 150 hợp tác xã có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Khoảng 34 doanh nghiệp và 276 trang trại, gia trại tham gia liên kết. Việc liên kết đang từng bước tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh như cà phê, tiêu, lúa gạo, cây ăn trái như bơ, nhãn, vải, sầu riêng, sản phẩm chăn nuôi, heo, gà, dê, bò, cá nước ngọt. Chúng ta phải làm sao liên kết hợp tác người nông dân lại và hình thành được các cái hợp tác xã là tổ chức của người nông dân để tạo ra các cái vùng sản xuất đồng nhất về chất lượng, có chứng nhận và có cơ hội để giảm giá thành và có cơ hội để liên kết hợp tác với các cái doanh nghiệp để đưa vào chế biến hoặc đưa ra các cái thị trường tiêu thụ, đảm bảo các cái yêu cầu của thị trường, đảm bảo cái giá trị được tăng lên, giá bán tăng lên và quan trọng là cái đầu ra tiêu thụ nó ổn định bền vững. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới,
tỉnh Đắk Lắk đã tạo điều kiện để các hệ thống khuyến nông hoạt động hiệu quả. Hệ thống này đang thể hiện vai trò là trợ lực đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, tạo động lực cho nông nghiệp, tạo nền tảng thúc đẩy nông thôn phát triển. Các chương trình, dự án, mô hình trình diễn được xây dựng theo hướng tập trung, có trọng điểm, không dàn trải, không manh mún, nên thuận lợi trong công tác chỉ đạo thực hiện cũng như hiệu quả nhân rộng, bám sát yêu cầu thực tiễn, định hướng sản xuất của địa phương. Nhiều mô hình đạt hiệu quả cao cả về mặt kinh tế và xã hội. Điển hình như mô hình sản xuất lúa chất lượng cao đạt 20-21% tổng diện tích lúa của tỉnh. Mô hình cải tạo đàn bò thịt bằng thụ tinh nhân tạo và bò đực dê bu được nhân rộng. Nay tỷ lệ bò lai trên địa bàn toàn tỉnh chiếm trên 30%. Các địa phương đã có những cái phong trào để thành lập các cái tổ khuyến nông cộng đồng, và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thì liên tục tổ chức các cái lớp đào tạo tăng cường năng lực cho cái hệ thống khuyến nông cộng đồng này. Chúng tôi đã có những cái bộ tài liệu để hướng dẫn để triển khai cái tổ khuyến nông cộng đồng này, và một loạt các cái hoạt động đi kèm làm sao để cái tổ khuyến nông cộng đồng này hoạt động theo đúng định hướng, phát huy được hiệu quả, và chính là cái lực lượng kết nối giữa người sản xuất với nền kinh tế hợp tác, cũng như là kết nối được với các doanh nghiệp và thị trường. Xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ khó khăn và lâu dài. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn thì trước hết phải tri thức hóa nông dân. Với những hoạt động đa dạng, hiệu quả, những người làm khuyến nông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trên. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tạo điều kiện cho nông dân nâng cao trình độ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nông nghiệp đã từng bước có những bước phát triển bền vững, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa đạt chất lượng, hiệu quả. Từ đó, người nông dân có vai trò làm chủ chương trình nông thôn mới. Đây đều là những tiền đề động lực cho tâm nông phát triển và khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế vốn có, góp phần đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục nông thôn mới cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.